nguyên đa đảng. Nó tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi một cái quốc gia. Đa nguyên đa đảng nó không có phải là ở Mỹ có đa nguyên đa đảng là Việt Nam cũng phải có đa nguyên đa đảng. Có những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, một số cái đám mà dân chủ cụi, cũng như một số những thành phần mà từng theo Bác và đảng, mà khi họ bất mãn cái cơ chế thì họ quay ra họ đòi Việt Nam phải có đa nguyên đa đảng. Chào chào anh chị các bạn trong diễn đàn, thì Việt Nam mới phát triển và đổi mới, Việt Nam mới tốt hơn. Tôi thì không nghĩ như vậy. Cái đó là một cái sự ngụy biện, đó là một cái sự lấp liếm, nó không đúng với sự thật. Bởi vì tôi sống ở bên Mỹ, tôi thấy cái vấn đề đa nguyên đa đảng của Mỹ đó, anh chị em các bạn thấy đó, nó là quyền lợi cho những cái nhóm lợi ích, quyền lợi của tài phiệt, quyền lợi của những cái người mà họ họ trong cái đảng phái của họ, họ làm kinh doanh và họ có những cái lợi ích của họ trong đó. Còn ở Việt Nam của mình không có nhóm lợi ích, mình không có cần thiết phải đa đảng đa nguyên giống như cái kiểu như Mỹ. Các bạn thấy tụi nó đấu đá nhau, cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng trong cái bộ máy chính trị của nó đấu đá với nhau như trâu bò để đặng nó tranh giành cái quyền lực với nhau, nó tranh giành cái quyền lực để đặng nó bảo vệ cái nhóm tài phiệt của nó. Cho nên các bạn thấy trong cái thời kỳ của ông Obama và cái thời kỳ của ông Trump, cái vấn đề đa nguyên đa đảng nó có sự khác biệt nhau rất là nhiều. Nhất là khi ông Trump, ông ta là một cái người làm ăn, ông ta chỉ là một cái người gọi là kinh tế gia, thương gia thôi. Ông chỉ làm ăn, ông không có dính líu về, ông không có vấn đề về chính trị đó, lợi ích nhóm đó, ông không có đứng vào trong đó, sâu vào trong đó. Cho nên chính vì vậy trong cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nó không thích ổng, ngay cả ổng là người theo đảng Cộng Hòa nhưng thực chất thì nó cũng không thích ổng, tại vì ổng không có làm cho cái nhóm lợi ích của tụi nó, cái quyền lợi của tụi nó bị mất. Cho nên nó không có một lòng với ông Trump nhiều hơn, cho nên ổng phải đứng trên cái, ổng phải nắm quyền quyền lực của ổng đó, ổng phải tự điều hành. Cho nên các anh chị em các bạn cũng nhìn thấy khi mà ông Trump ổng lên, ổng nắm quyền đó, ổng cũng đuổi hơi bị nhiều những cái người mà ổng chọn vào trong cái bộ ban ngành của ổng đó, ổng đuổi rất là nhiều người đó. Ổng làm mới có nhiệm kỳ thứ hai mà các bạn thấy ổng đã đuổi không biết bao nhiêu người, tại vì những cái nhóm, những cái người mà ổng đưa vô làm á, nó ảnh hưởng, nó vì cái nhóm lợi ích quá nhiều. Cho nên ổng không thích, ổng muốn làm sao phải phát triển kinh tế, đem cái sự thịnh vượng trở về cho nước Mỹ, anh chị em các bạn thấy. Thế cho nên vấn đề đa đảng nó có cái hay mà nó cũng có cái dở, mà cái đối với đất Mỹ đó thì tôi thấy rằng nó chỉ tranh giành cái quyền lợi, cái hay của nó là gì, nó tranh giành với nhau, nó đấu đá với nhau trong cái nhóm lợi ích nữa thôi, còn cái dở của nó là nó như cái nồi cháo heo vậy. Các bạn thấy nó chửi bới nhau sùm xà lằn hết, lon xà xà ngầu hết. Cái dở của nó là như vậy. Và nhiều khi cái nhóm lợi ích của nó lên đó, nó làm việc vì cái nhóm lợi ích của nó thì nó chỉ bao che trong cái nhóm lợi ích nữa thôi. Còn dân cu đen thì vẫn phải làm đóng thế tất tần tật, phải mưu sinh đủ mọi thứ hết. Còn nếu mà không đạt được cái lợi ích trong cái xã hội hàng ngày mà mình không 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 làm mà được cái đồng tiền đó thì mình cũng dân vô dách. Tôi thấy cái vấn đề đa nguyên đa đảng. Còn Việt Nam mình là một đất nước một đảng, nhưng mà trong chỉ mới 20 năm thôi, các bạn thấy sự phát triển đổi mới của đất nước rất là bền vững. Hiện nay với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các bạn nhìn thấy Đảng Cộng sản lấy dân làm gốc, làm vì dân. Mặc dù có những cái bức xúc của một số những người dân mà họ chưa hiểu được,
khi mà họ hiểu được được ra những cái chính sách của đảng và nhà nước, người ta rất là hài lòng. Các bạn nhìn thấy đất nước đổi mới, nhà nhà người người được ăn lên làm ra, nông thôn đô thị hóa, và cái cuộc sống nó thay đổi và nó đổi mới từng ngày. Và cái chính sách hiện nay tôi thấy của đảng cộng sản lãnh đạo thì luôn luôn lắng nghe tiếng của người dân. Đấy, khi người dân bức xúc thì đảng và nhà nước Việt Nam xuống và lắng nghe để đặng mà tường trình cho người dân hiểu về vấn đề pháp luật, hiểu về vấn đề mà công cuộc đổi mới, chính sách đổi mới. Các bạn nhìn thấy vấn đề mà Thủ Thiêm gần đây đấy, nó cũng ầm xèo lên. Khi người dân lên tiếng thì đảng và nhà nước cũng xuống để đặng mà lắng nghe tiếng của người dân, để đặng mà làm cho nó tốt hơn. Có một số có thể là do những cái thành phần địa phương họ chưa có làm chuẩn mực, thì ở trung ương cử người xuống để đặng mà giải thích cho người dân triệt để và xây dựng đất nước nó ngày một tốt hơn. Tôi thấy rất là hay. Cho nên đối với tôi, Việt Nam không cần phải đa đảng đa nguyên gì cả. Một đảng làm sao những người lãnh đạo người ta lái cái con thuyền vận mệnh đất nước phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ, dân giàu nước mạnh, xã hội ngày một công bằng hơn. Các bạn thấy ở một cái đất nước đa nguyên đa đảng như Hoa Kỳ, tất cả nó là money talk, tất cả nó chỉ là đồng tiền đi trước thôi, không có tiền thì cũng dân vô dách. Đụng vô luật pháp Mỹ cũng vậy, anh chị em các bạn thấy là phải nói lên tiền. Anh không có tiền thì nó là anh cũng thua thôi. Cho nên cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng tôi thấy nó chỉ là mỹ dân thôi, nó là những cái trò chơi, những cái cuộc chơi của cái bọn tư bản, bọn tài phiệt, nó lấp liếm với nhau, nó dùng cái đồng tiền nó mỹ dân, nó dùng cái sức mạnh đồng tiền của nó mỹ dân. Các bạn thấy ở bên Mỹ đa nguyên đa đảng hiện nay đời hơn 78% dân Mỹ hiện nay sống làm ngày nào ăn ngày đấy, và hơn 40 triệu dân Mỹ hiện nay sống ở mức gọi là nghèo khó. Nó cũng có những cái vấn nạn và những cái mặt trái của xã hội, đâu phải là đa nguyên đa đảng là nó tốt hết tất cả đâu. Tôi không nghĩ như vậy. Chỉ có những thành phần chống cộng cực đoan nó lên mạng, nó cho các bạn ăn cái bánh vẽ, thì các bạn nghĩ rằng ô, thấy nó chạy chiếc xe hơi, xe ô tô, thấy những cái gì đường xá, thấy cuộc sống sao mà nó xa hoa lộng lẫy. Chào anh Chu Phan. Thì người ta lại bị lôi cuốn vào cái vật chất đó. Khi họ bị lôi cuốn vào vật chất, cái họ bị mê muội và họ không nhìn thấy cái gì đúng cái gì sai cả. Một cái nhìn thấy ở Việt Nam khi mà xảy ra những cái nan đề của xã hội thì họ bắt đầu đổ lỗi, tại sao chính quyền không làm, tại sao chính quyền không làm cái nọ. Các bạn thấy họ chỉ biết đổ lỗi thôi. Thì tôi thấy vấn đề đa đảng đối với Việt Nam mình là nó không cần thiết. Mà với cái văn hóa và cái lối sống người Việt mình ngày hôm nay, theo tôi thấy thì nếu mà đa đảng, bây giờ đảng nào đứng ra xứng đáng để cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam? Nó không có. Toàn là cái đám ăn hại không? Toàn là cái quân ô hợp, toàn là những cái lũ mà gọi là theo bác và đảng, rồi bất mãn, rồi bắt đầu lên Facebook, bắt đầu viết vạch áo cho người ta xem lưng, nói xấu đảng, nói xấu nhà nước, nói xấu những cái cơ chế thế này thế nọ. Nhưng mà trong lúc còn tại chức thì không dám nói. Bắt đầu mượn cái mạng xã hội, bắt đầu là nói xấu. Đó, những thành phần nó rất là kinh. Còn cái đám dân chủ cụi á, thì nó bị cái tụi mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, nó cho ăn cái bánh vẽ, nó thảy đô la nó cho ăn, thấy phái quá, thấy hấp dẫn quá, lên chửi cộng sản, chửi nhà nước, phê phán thế này thế nọ, được lãnh đô la sướng. Còn trong khi đó biết bao nhiêu những người khác, họ phải đi bán vé số, họ phải đi làm tất tần tật để kiếm ra cái đồng tiền để đồng mà người ta mưu sinh. Còn trong khi đó những thành phần mà dân chủ cụi trong nước, nó ăn được những cái đồng tiền đô la viện trợ, đồng đô la mà cái tụi mà chống cộng hay ngoại nó thao túng,
nó bị mù quáng, nó không nhìn thấy gì, nó chổng đầu chổng chổng đít chổng chổng khu chổng chổng bà nội cha nó lên nó chống. Các bạn này nó chống loạn xạ sàn ngầu, nó chống rồi vài bữa nó ăn nhau không chia không đồng đều, nó quay qua nó chống nhau. Nó bắt đầu nó đập nhau. Các bạn thấy không? Cho nên chúng ta lên mạng xã hội, chúng ta cái nhìn mình phải nhìn ở nhiều khía cạnh, mình sẽ thấy đất nước của mình rất là đẹp, mình sẽ thấy sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay rất là tuyệt vời, chính sách đối nội và đối ngoại vô cùng tuyệt vời. Tại sao bọn tư bản Mỹ, trong đó có cả Mỹ, nó chạy qua Việt Nam, nó ngoại giao và nó làm ăn với Việt Nam, với đảng Cộng sản Việt Nam? Tại vì nó tin tưởng và nó thấy rằng cái sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là đúng, là tốt. Đâu có thằng nào dạy gì mà xách tiền xách của vô Việt Nam mà để cho một cái đất nước mà không tốt thì vô đó làm chi, đổ tiền tỷ à, các bạn thấy không? Bỏ tiền tỷ ra vô lý. Cho nên chúng ta lên mạng chúng ta cần phải cẩn thận với các thế lực thù địch, những thành phần mà chống phá đất nước, tụi nó xuyên tạc không? Anh chị em các bạn nhìn toàn đồng có lũ ô hợp không, 10 tên có nào ra hồn vía nhỉ? Hello, thank you. Just drop up. Thank you. You too. Cho nên Lợi Minh muốn chia sẻ với anh chị em các bạn để anh chị em các bạn thấy về vấn đề đa nguyên đa đảng. Nhiều khi mấy cái tụi mà dân chủ cội hay là mấy cái đám chống cộng ô hợp, tôi cho anh chị em các bạn ăn cái bánh vẽ tới chừng chống phá nhà nước đó, tìm đường qua Mỹ. Qua Mỹ thì không có gì sai, nếu mình có cơ hội mình qua thì mình học hỏi thì cũng tốt thôi, đâu có sao đâu. Mà chống phá qua Mỹ rồi được cái gì? Các bạn nhìn thấy con mắm mẹ nấm đó. Anh chị em các bạn thấy con mắm mẹ nấm giờ sao? Đấy, qua đến Mỹ rồi cho mày chống đi đó, qua đó mày viết blog đi. Đấy, nhìn thấy cái cuộc sống Mỹ, bước vào trong cái thực tế, hỡi ơi cái đường đời, trước mắt là mọi thứ, tất cả những gì hết, đời sống, văn hóa, luật pháp phải học là từ đầu hết, là bắt đầu phải làm, phải cài, có thật mới giật được đạo. Không làm thì ngồi đó ngửa tay qua ăn được cái đồng tiền trợ cấp của thằng Mỹ đâu phải, cũng phải đâu dễ đâu. Nhất là cái thời của ông Trump bây giờ là ông cũng bập dập, phải lên phải xuống, phải điền giấy, điền đơn, điền từ. Các bạn thấy ngay cả tiền thất nghiệp ở bên Mỹ cũng vậy, có nhiều người nói ô bên Mỹ sướng lắm, đi làm thất nghiệp với là được lãnh tiền thất nghiệp. Ở nước Mỹ đa đảng cái gì nó cũng tốt hết, nó có dễ như vậy đâu cưng. Anh nghĩ là anh đi làm là anh bị thất nghiệp là anh ra anh lãnh tiền thất nghiệp à? Anh phải làm đúng cái quý, anh không có làm đúng cái quý là anh cũng không được lãnh. Được bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nó đủ cái phần mà của cái công ty nó đóng vào đó, anh mới được lãnh. Mà anh lãnh rồi anh cũng phải đi xin việc làm, mỗi một tuần vậy là phải xin 3 công việc rồi anh phải báo cáo. Chào chị Lê Thị Hằng Phương, phải báo cáo về trên cái sở thất nghiệp. Mà anh không báo cáo, anh là báo cáo là thì nó cúp anh ra, chứ đâu phải giỡn chơi đâu. Cái gì cũng bị, nó không phải giống như đại đa số những thành phần mà dân chủ cội hay những cái đám chống cộng cực đoan bên Mỹ nó cho các bạn bánh vẽ. Các bạn nhìn thấy vấn đề đa nguyên đa đảng hiện hàng Mỹ. Ngày xưa ông Saddam Hussein, ông lãnh đạo đất nước Iraq, có một mình ông lãnh đạo, cha con lãnh đạo. Tại vì ông biết, người ta biết là cái băng bó và cái vấn đề phức tạp tôn giáo tại Iraq như thế nào. Ngay cả ông Bush cha, khi mà năm 91 ông đánh vô tới Baghdad rồi, thay vì người ta nói là ông phải giải phóng Baghdad, ông phải chiếm Baghdad, ông phải lật đổ ông Saddam Hussein thời đó,
Nhưng mà ông bút cha ông thấy, ông có cái tầm nhìn xa, ông thấy không được. Ông thấy cái này không phải là đơn giản, vấn đề phức tạp về những cái phe nhóm, về vấn đề ngay cả trong Hồi giáo nó cũng có mấy phe nhóm trong đó nữa, về những cái sự mà thống trị nữa. Chỉ có ông Saddam Hussein bằng tay sắt của ông mới trị được thôi. Ở cái thời Saddam Hussein, người dân Iraq họ sống rất là bình yên, mọi tôn giáo, chỉ có những thành phần nào mà chống lại ổng thôi, ổng mới giết thôi, ổng mới cực đoan ổng giết thôi, cái đó là chuyện bình thường thôi. Còn những thành phần nào mà sống mà không có chống ổng, đất nước bình yên, Mỹ đó, các bạn thấy tới đời ông Bush con lên nắm quyền, bọn tài phiệt Mỹ tham vọng của nó sang đó, cuối cùng nó nói em là giải phóng Iraq, đem đa nguyên đa đảng dân chủ đến cho người dân Iraq. Cuối cùng dân Iraq bây giờ tơi bời ba lá, te tua tơi tả, giết chóc các bộ lạc, bộ tôn giáo, họ phe nhóm nhau, nó giết tối ngày tối đêm, sáng đêm. Các bạn nhìn thấy Libya dưới thời ông đại tá Gaddafi, ông ta độc tài, ông ta xóa được mù chữ, mỗi người dân Libya được sống, được hưởng gần như là mọi phúc lợi xã hội được ưu đãi một cách tối đa. Các bạn thấy dưới bàn tay sắt của ông chị, đất nước Libya được phát triển, ổng xóa được một chữ này. Người dân Libya được hưởng những phúc lợi xã hội, y tế đồ gần như là miễn phí, rất là nhiều những quyền lợi của người dân được hưởng. Sau khi Mỹ giết ông Gaddafi, các bạn thấy đem đa nguyên đa đảng nó bây giờ sao, hàng triệu người xuống biển chạy trốn về những cái tôn giáo giết nhau. Hồi giáo cực đoan nó đứng lên, nó loạn, nó giết loạn xà xà ngầu hết, hàng trăm ngàn người chết ngoài biển khơi. Các bạn thấy rồi, nhìn đất nước Ukraine là một quốc gia có tam quyền phân lập đa đảng rất là chuẩn mực, chỉ vì thiếu nợ nần thôi mà những người lãnh đạo họ sống vòng ngoài, họ bị cái quyền lực của phương Tây nó thao túng, thay vì giải quyết, cùng chung nhau giải quyết để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Đấy, các bạn thấy không, phương Tây nhảy vô, bàn tay lông lá nó nhảy vô phá cái nước Ukraine, bây giờ nó còn tệ hơn Việt Nam nữa. Kinh khủng không? Các bạn thấy đa nguyên đa đảng đấy. Rồi đây cả tôi nói về vấn đề đa nguyên đa đảng, mà hiện thời nhìn Singapore là quốc gia cũng có tam quyền phân lập đa nguyên đa đảng, trên vấn đề mà căn bản, về vấn đề mà lý thuyết đó, nhìn thấy rất là ngon lành. Lý Quang Diệu cầm quyền 50 năm dưới bàn tay sắt của ông, các bạn thấy để làm xây một cái bán đảo Singapore, một cái đầm lầy ngày nào đó trù phú, dưới bàn tay sắt của ông, với luật pháp của ông. Các bạn thấy cuối cùng ông chết, ông lãnh lương một năm là $1,300,000 Singapore. Ông là một vị tổng thống mà gọi là lãnh lương nhiều nhất thế giới, cao nhất. Ông chết, con ông lên nắm quyền, đa nguyên đa đảng. Cho nên vấn đề mà đa nguyên đa đảng, anh chị em các bạn phải hết sức cẩn thận khi các thế lực thù địch nó sử dụng cái ngôn từ đó, nó mị dân và đã làm cho mình bị xa lầy, rất là nguy hiểm. Tôi không tin rằng các bạn muốn Việt Nam có đa nguyên đa đảng, trong khi đó người dân Việt Nam hiện nay đang sống rất là bình yên, nhà nhà người người đang phấn đấu để vươn lên, và bên cạnh đó bà con kiều bào ào kéo nhau về với quê hương. Như vậy mình có cần đa nguyên đa đảng không? Không cần, mình đâu cần, nó chỉ là mị dân, nó chỉ là xảo trá và bị bợm thôi, mình đâu cần đa nguyên đa đảng làm gì. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, người trong quốc hội họ thấy rằng vấn đề mà xây dựng đất nước cần phải có một người như Bác Trọng để lái cái con thuyền vận mệnh đất nước để đặng mà phát triển đổi mới, thì quốc hội bầu đề nghị đưa lên Bác Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch nước, hợp tình hợp lý.
các bạn thấy không, rất là hợp tình hợp lý, rất là xứng đáng. Mà hiện nay Bác Trọng là một người được uy tín của dân, được lòng dân và được ý đa, được ý đảng, các bạn thấy tuyệt vời. Một cái đất nước rất là tuyệt vời. Chào anh Cầm, chào anh em các bạn trong diễn đàn, rất là tuyệt vời. Đâu có cái lý do gì mình phải đa nguyên đa đảng theo mấy cái đám bất dạy dồi bỏ chống cộng cực đoan, cái đám dân chủ cụi, mà cái đám mà tự heo bác và đảng bây giờ phản bội lại leo lên mạng ngồi đó chu chéo. Tôi rất là thấy đau lòng mấy cái thành phần mà theo bác và đảng, giống như giống cái ông mà Thanh gì ở ngoài Bình Dương, ở ngoài Hải Dương, mà vô nghe ông đó nói mà thấy muốn đục ổng dài, đục cái bản tính của mình, nó mình có cái cảm nhận như vậy, hết sức là bỉ ổi và vô liêm sỉ. Từng theo bác và đảng mặc trên người cái bộ quân phục nữa. Cái đó là cái sự vô liêm sỉ, đòi thay đổi thể chế Việt Nam để đặng mà đa nguyên đa đảng thì Việt Nam mới tốt hơn. Tào lao à, cái đề học của anh Cầm, tào lao phải không anh Cầm? Tào lao, hết sức là tào lao. Việt Nam bây giờ tôi nói anh chị các bạn, đất nước sẽ phát triển rất là mạnh, sẽ phát triển rất là tốt trong tương lai. Cho nên tôi kêu gọi bà con kiều bào hãy hướng về giữa quê hương, hãy cùng với lại Minh trở về với quê hương, góp gió thành bão,